Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Bà cụ bán xôi. Chiếc trong Hà Nội 36 phố phường của Thành Lan. Trong khi chợ xanh đang họp, tuy đêm khuya mà quang cảnh cũng không thiếu phần tấp nập. Những người bán gọi thêm một số người mua, cả người bán lẫn người mua lại gọi thêm một số hàng quà. Gánh hàng phở nóng trước chợ Đồng Xuân lúc 3 giờ đêm cũng là một gánh phở ngon. Có lẽ trong không khí mát và lặng ban đêm, phở thơm quyến rũ người ta hơn. Rồi hàng xôi, hàng bánh cuốn nóng, hàng bánh tây chả, vân vân, cũng tụ họp nhau vào để lập thành cho đầy đủ một dãy quả ngon nhiều hương vị. Nhưng các hàng quà đó chỉ có bán những buổi phiên chợ mà thôi. Ngoài ra, có một hai hàng quà bán quanh đêm, dù phiên chợ xanh có họp hay không. Vì trước chợ Đồng Xuân không bao giờ lâm vào cảnh vắng lặng và tịch mịch. Bao giờ cũng có người, một vài thầy đội xếp đến tour đi tuần đêm, một vài người đi bán vé, một số đông các bác kéo xe, và một vài người thích chơi khuya. Hoặc ở các rạp hát hay nhà chớp bóng về, còn vui chân lang thang mãi trên các vỉa hè Hà Nội để nghe tiếng gót giày của mình vang động. Hoặc ở cao lâu ra, muốn đi hóng mát cho tiêu. Hoặc ở các tiệm thuốc phiện ra, cái này thì phần nhiều. Đã có một vài điệu choáng choáng trong chân, muốn đi đây đó không mục đích, không cần nghĩ giờ về, mà thấy đời lúc ấy dung dị, dễ chịu và tạm tạm sống được. Muốn thức quả no thì lại hàng xôi, cơm của bà cụ phố hàng khoai. Bà dọn hàng trước cửa chợ đã từ lâu lắm, không biết đã mấy năm rồi, và chỉ dọn từ lúc 9-10 giờ tối trở đi cho đến sáng. Bà bán đủ các thức xôi: xôi vỏ ăn bùi và béo, xôi đỗ ăn đậm vị, xôi lạc ăn vui miệng, đôi khi cả xôi gấc đỏ tươi lúc xới ra khói bốc thơm phức, ăn với những miếng đậu thái vuông to rán phồng tuy rất ít mỡ và mắm muối sẵn sàng, hay những miếng chả trâu không ngon lành lắm. Người nghèo có kỳ quản đâu. Đã lâu bà có làm một thứ giò sọ mỡ giòn và mộc nhĩ, ăn cũng thú vị. Khi nào đồ chừng khách hàng đã ngấy xôi thì bà bán cả cơm với cá diếc rán, với trứng gà omelet mà tôi ngờ là trứng vịt, với vó bò hay giò lợn, và cả một nồi mọc đông quánh như keo sơn, béo ngậy như thịt đông. Ở đây không có gì đáng quyến rũ một người sành thưởng thức quả vậy, nhưng phải trông các bác xe, các người phu ngồi ăn mới hiểu cái ngon lành có thể đến được bực nào. Nhấp một vài chén rượu, thong thả gặm một mảnh vó bò may còn dính nhiều thịt, vo tròn nắm xôi trong tay trước khi đưa lên miệng. Họ có cái sung sướng của nhà nghệ sĩ thưởng thức áng văn hay. Có lẽ họ là những nghệ sĩ không biết, mà nếu hôm ấy buổi xe có lãi, thừa được vài hào, thì cái thú của họ thực là vô cùng tận. Cho nên quanh mẹt hàng của bà cụ phố hàng khoai bao giờ cũng vây một hai vòng người. Thỉnh thoảng chúng ta được thấy một vài nhân vật lạ, một vài người không biết ở đâu và sống bằng cách gì, gầy gò và rách dưới, nhưng quần áo rách là những thứ quần áo sang trọng trước kia. Nhìn kỹ thì biết là những người nghiện, phải, mà chỉ có những người nghiện mới biết đưa miếng giò lợn lên ngắm nghía một cách âu yếm và thiết tha nhường ấy, mới biết khà hớp rượu một cách ngon lành như vậy. Mới biết đưa tay có móng đen véo xôi một cách chắt chiu như thế. Họ tính từng xu, thêm bớt từng tí mỡ và mặc cả từng khoanh giò. Nhưng ngắm nghía,
cái lờ đờ mắt ngẫm nghĩ đến vị miếng ăn, đủ tỏ một tâm hồn cảm giác không thường, cùng với một sự từng trải đã quá nhiều đau đớn. Cái ngon ấy cũng dễ lây lắm, cả đến chính bà hàng cũng theo được cái nên thưởng thức. Những lúc vắng khách, bà cũng rót một chén rượu to để cạnh, và thong thả tự nhắm những thức ăn chính tay mình làm ra. Có lẽ bà tự lấy làm bằng lòng, vì mắt bà lâu dần mờ say đi, tay bà dính thêm nhiều mỡ, và bên thúng thêm ra một đống xương con. Ít ra ở đâu mà được người bán hàng cùng với người mua cùng là tri kỷ, hiểu các vị một cách thấu đáo như thế, và cùng bàn chuyện về xôi, giò chả với cái dễ dàng thân mật của những người kính phục lẫn nhau. Ở đâu nếu không ở chốn Hà Nội 36 phố phường. Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn răng mắc muôn. Giờ ăn đã no rồi, rượu đã làm cháy khô cổ họng, còn gì bằng một chén nước chè nóng, một lá trầu tươi, một điếu thuốc lào ở cái điếu rõ kêu. Vậy xin mời các ông sang hàng bên, hàng nước cô dần. Dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió gây thơ, thấu trăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi. Hết rồi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê. Biết đâu ngày ấy anh